hay là không coi. Là nói gì một ly xăm nhiều, 20.000. một ly xăm 20.000 hả? À, nhưng mà đâu có, một ly xăm chỉ có 10.000 thôi mà là thiệp ly khổng lồ. À, thì đi giờ ai cũng bán 10.000 một ly đúng rồi. Dạ, nhưng mà người ta nói vậy đó. Rồi cái mấy cây này thì mình bán ở đây, mình bán ăn chơi thì cái giá vậy là đúng giá rồi. Giá này nè chị nói Dạ với đúng rồi, là 7.000 một cây, đúng nhưng rồi, mà của em là 7.000 loại cây chả ngon nha anh. ngoài nhìn thấy là Chả biết loại rồi. lau ngon luôn đó, không có giống mấy chỗ khác có bột này kia đâu. À, người ta lại cũng nói là em bén một cây chả với giá là 10.000, nhưng mà thật sự là không phải đúng như vậy, không có như vậy đâu. Nay mình qua ngày ngày thứ hai, ngày bữa thứ hai cả nhà, lý còn còn sớm đó, còn vắng lắm, chưa khách chưa đông nha. Đây là Bãi Diều ở Trà Vinh, đây là cái khu này là bữa anh Thiện Nhân anh qua anh review cái khúc này nè. Có vậy hiện tại là có mấy bạn đăng căng lên, không biết con đó còn gì mấy bên kia nha, đó đăng đó bơm đang đang lên đó cả nhà. Rồi bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha.